Xin kính chào các quý anh chị, chúng ta đang quay trở lại với kênh của Đỗ HPK. Và ở đầu tháng 8 này thì em chúc các quý anh chị chúng ta thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và kiếm thật nhiều tiền ạ. Ở trong clip ngày hôm nay thì như anh chị nhìn thấy đây là chiếc xe VinFast Lux SA phiên bản 2.0. Thì trong clip ở đầu tháng 8 này thì em sẽ cập nhật nhanh cho cả nhà với hai phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản nâng cao và phiên bản cao cấp của đối với VinFast Lux SA 2.0 để xem là ở trong tháng 8 này chúng ta có những khuyến mãi gì và cập nhật cho anh chị những cái bảng giá tốt nhất lăn bánh ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ạ. Và trước khi clip bắt đầu thì anh chị đừng quên rằng nếu anh chị lần đầu tiên đến với kênh HPK hoặc chưa ấn nút đăng ký kênh và nút chuông bên cạnh thì hãy làm điều đó để ủng hộ đội ngũ HPK để giúp em có thể ra được nhiều clip hay hơn và theo dõi đội ngũ cập nhật liên tục. Và anh chị muốn bọn em làm về giá xe của hãng nào thì hãy comment ở phía bên dưới cho bọn em biết. Đầu tiên thì em sẽ cập nhật trước cho mọi người, đó chính là phiên bản tiêu chuẩn có mức giá bán ở thời điểm tại, nếu mà trả thẳng anh chị nhé, áp dụng voucher. Hiện tại thì đại lý đang có áp dụng mức giá khuyến mãi 100 triệu cho phiên bản tiêu chuẩn, 80 triệu cho phiên bản nâng cao và cao cấp ạ. Thì cụ thể đối với phiên bản tiêu chuẩn khi mà áp dụng voucher và anh chị trả thẳng ạ, thì bây giờ chúng ta chỉ còn là 926 triệu mà thôi. Và tất nhiên là khuyến mãi sẽ ở từng thời điểm khác nhau. Và nếu anh chị muốn biết rõ giá tốt hơn hoặc là biết rõ giá hơn thì anh chị vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới góc trái màn hình hoặc kết bạn Zalo với em. Thì anh chị cần thứ nhất là về trả góp này, thứ hai về lăn bánh ở tỉnh nào này của anh chị, và thứ ba là cụ thể về giá khuyến mãi thì anh chị vui lòng kết bạn thì em sẽ gửi tin nhắn trực tiếp cho anh chị. Thì để lăn bánh được đối với phiên bản tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại ạ, thì có mức giá ở Hà Nội là 1 tỷ 140 triệu ạ. Vì thuế là 12%, tiền biển 20 triệu. Còn đối với ở tỉnh ạ, sẽ là 1 tỷ 108 triệu đồng ạ. Thì bao gồm là tiền thuế 10%, tiền biển từ 500.000 cho đến 2 triệu, phí đăng kiểm, phí sử dụng bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ. Còn quý anh chị nào chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là 1 tỷ 128 triệu đồng ạ, 1 tỷ 128 triệu đồng cả nhà nhá. Em sẽ đến với phiên bản tiếp theo là phiên bản nâng cao ạ. Phiên bản nâng cao thì chúng ta đang có mức giá khi áp dụng trả thẳng và áp dụng voucher ạ, thì ở thời điểm hiện tại sẽ là 1 tỷ 018 triệu đồng. Rất là hợp lý đúng không ạ? 1 tỷ 118. Và để lăn bánh được ạ, ở Hà Nội thì sẽ là 1 tỷ 242 triệu ạ. Ở tỉnh ạ thì sẽ là 1 tỷ 208 triệu đồng. Với cùng như quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 228 triệu ạ. Đó, nghĩa là cao hơn 100 triệu so với cả phiên bản tiêu chuẩn đấy ạ. Và nếu anh chị chúng ta muốn cụ thể về giá đối với phiên bản nâng cao như thế nào, về thông số kỹ thuật thì anh chị vui lòng cứ kết bạn Zalo hoặc là gọi điện vào hotline trực tiếp cho em. Thì em sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc và cũng như là lăn bánh khuyến mãi hay là thủ tục cho anh chị. Chúng ta sẽ đến với phiên bản cuối cùng là phiên bản cao cấp nhất. Thì phiên bản cao cấp nhất ấy, thì khác so với phiên bản tiêu chuẩn như thế nào em nói qua một chút. Thứ nhất là chúng ta sẽ về động cơ, chiều dài, tất cả nó sẽ giống nhau. Nó khác nhau thứ nhất là dẫn động. Phiên bản cao cấp nhất là dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Còn phiên bản thường ấy, thì chúng ta chỉ có dẫn động cầu sau thôi. Thứ hai ấy, là chúng ta sẽ có cái bộ mâm là 20 inch. Bộ mâm của tiêu chuẩn chỉ là 19 inch thôi. Cốp điện có này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có chỉnh điện ghế 8 hướng, đệm lưng 4 hướng. Đó, rất là nhiều có option đi kèm, ví dụ âm thanh 13 loa thay vì 8 loa phiên bản tiêu chuẩn thôi. Kết nối wifi, định vị dẫn đường có, còn phiên bản tiêu chuẩn thì không. Đó là những cái option rất là cao cấp mà trên xe của chúng ta, phiên bản cao cấp nhất chúng ta có. Khi mà chúng ta áp dụng cái voucher ấy, thì bây giờ chỉ còn là 1 tỷ 171 triệu đối với phiên bản cao cấp nhất thôi. Cao cấp nhất. Và nếu anh chị muốn giá tốt hơn hoặc muốn biết chi tiết hơn về trả thủ tục trả góp này và khuyến mãi đặc biệt hơn nữa là lăn bánh ở từng tỉnh, anh chị cứ gọi điện và hotline giúp em. Để lăn bánh được đối với Hà Nội tính đến thời điểm tại thì sẽ là 1 tỷ 418 triệu nếu anh chị chúng ta đang ở Hà Nội ạ. Còn quý anh chị chúng ta đang ở tỉnh thì sẽ là 1 tỷ 381 triệu. Đó, và cao hơn khoảng 20 triệu. Đó chính là quý anh chị chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 1 tỷ 381 triệu ạ. Đó, đấy là em vừa cập nhật cho các quý anh chị chúng ta về ba phiên bản là phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Anh chị thích phiên bản nào, anh chị vui lòng gọi điện vào hotline ở phía bên dưới hoặc kết bạn Zalo với em nha. Đó, thì mỗi phiên bản thì sẽ có những cái option riêng dành cho anh chị. Có thể các anh chị đã biết rồi, hoặc có những anh chị chưa biết thì anh chị có thể xem lại các video cũ hoặc là gọi điện trực tiếp cho em sẽ cụ thể cho mọi người.
Hy vọng rằng clip ngày hôm nay sẽ cập nhật nhanh cho mọi người về giá, và nếu mọi người đang có nhu cầu thì em xin nhắc lại mọi người cứ gọi điện vào hotline. Hy vọng clip ngày hôm nay sẽ mang lại nhiều thông tin hữu ích dành cho các quý anh chị. Thì nếu mọi người cảm thấy video, đừng quên rằng ấn giúp em nút đăng ký kênh ở phía góc phải màn hình nha, và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Còn bây giờ thì xin chào các quý anh chị và hẹn anh chị ở trong những video tiếp theo. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Gọi điện vào hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất.